Rồi xin thông báo anh em nào có mượn chỗ dàn nhạc một cái áo xin mang trả lại dùng. Anh em nào có mượn một cái áo của phòng âm thanh xin mang đến dùng ạ. Cảm ơn em. Rồi
Cảm ơn em nha. Đây là người đẹp đã đồng hành với em không? Bạn của em là hả? Sẵn chuyến đi chơi thôi. À vậy hả? Lo lắng cho em rồi hả? Rồi, cảm ơn em nha, đã lo cho Ngọc Bích nha. Rồi, vậy mình đi ha, thôi chào cả nhà nha. Bye chị, bye bye chị. Bye. Ngủ một cái gì mà giống vậy nè, mai chị đâu đó mà. Mai thu được một mừng. Mai điều khiển cho và mong rằng là chúc em năm mới này đã mọi sự thành đạt như ý nguyện. Chúc chị dành sự như ý năm mới. Rồi mấy đứa con rồi? Qua qua chị hỏi mấy đứa rồi? Bé ba đứa. Ở với mẹ đó hả? Chị chúc cho em trong năm nay sẽ được những cái gì mong muốn của mình từ cuộc sống gia đình, từ công việc làm cho tới cái kênh Ngọc Bếp Củi Vang Xa Hơn Cửa nha. Được em, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nha. Đây là người đẹp đã đồng hành với em không? Bạn của em là hả? Sẵn nha, chuyến đi chơi thôi. À vậy hả? Lo lắng cho em rồi hả? Rồi, cảm ơn em nha, đã lo cho Ngọc Bích nha. Rồi, vậy mình đi ha, thôi chào cả nhà nha. Bye chị, bye bye chị. Bye. Ngủ một cái gì mà giống vậy nè, mai chị đâu đó mà. Bây giờ mình đi lại xô, mai thu được một mừng. Thành ở điều khiển cho vui. Chị bao đây không? Trời ơi, quá nhảy rồi. Bốn bao đi. Cái xe luôn nữa. Chụp cái.